Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người xem này, ba con heo thuần chủng nha. Mấy con này thì hôm nay nó ra lông gáy rồi mọi người này. Đây là con heo cái nè. Heo cái nha mọi người. Em mới cho nó ăn xong luôn. Con này là con đực. Chỉnh một chút ánh sáng cho nó sáng rồi. Đây mọi người thấy không, nó đang ăn cái máng xù này. Đây đây đây, rồi lên lên rồi lên. Đây là con đực nữa mọi người nè. Rồi nó đi xuống đây rồi. Đây là cái chuồng mà nó ở hay ở ngày xưa, ngày trước nó hay cho em cho nó ở trong này rồi. Đây mọi người thấy cái dòng này nó chân nó rất là cao mọi người, và miệng của nó rất là dài luôn. Mọi người thấy con heo cái phía trước này, con heo cái thì mọi người này, con này đây đây, heo cái thì nó chậm lớn đó mọi người, khá là chậm lớn, nó sẽ chậm lớn hơn con heo đực rất là nhiều. Ăn thì nó ăn rất là nhiều nhưng mà nó thường là nó chậm lớn hơn heo đực. Đây mọi người thấy con heo đực bên kia không? Nó có lông lông bờm ra khá là dài rồi. Con này thì nó không biết thì hôm sau hôm trước nữa mọi người nè, hai con nó thường ăn, hai con nó hay cắn nhau á, thành ra nó bị chạy cái lưng này mọi người nè, nó bị chạy nè, mọi người thấy không? Rất là dạng, con này nó rất là tội, hàm xúc ăn đi, này nó bị cắn, nó bị chạy nè mọi người nè, đây nó bị chạy nè, hai con được hai ấy nhau đó, thấy không, tội không? Con này nó tội lắm. Sáng hôm nay thì ba con này nó ăn ba con gà rồi mọi người. Thì gà thì em nướng nó, em nướng xong cho nó chín rồi cho nó ăn. Đây là con cái nè, con cái này em quay cho mọi người xem rất là nhiều rồi. Ngày trước thì nó bị cắn á mọi người, nó bị heo khá cắn á, này nó bị hai lỗ tai nó bị mất nè, còn một xíu nè. Còn đây nữa là con đực nữa nè. Mọi người thấy con đực này nó lông bờm nó ra khá là dài rồi mọi người nè. Ba con này thì nó ăn mỗi bữa là một cái máng xu này mọi người nha. Một cái máng xu này nè, ăn rất là nhiều. Mọi người thấy không, con heo cái này nó ăn nó ruột nó to lắm. Hai con đực á, hai con đực này, con đực phía ngoài nè, có là con đực phía trong này á mọi người. Thì nó khi ăn thường hay nó giành nhau nó ăn lắm, thành ra con heo cái này nó ăn cũng ít được. Thành ra hôm em tính là sẽ hai con đực này sẽ tách ra, mỗi con là mỗi chuồng, con cái này với lại con đực kia là vô một chuồng, còn con đực này sẽ là một chuồng. Rồi lê không xuống nha. Không chứ này. Rồi lên lên lên. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đi. Con này không biết tại sao mà nó bị
nó bị hơi bị ngứa này mọi người, nó bị ngứa này, nó bị ngứa. À, cái bệnh ngứa này thì không biết hôm trước em đã dùng thuốc rồi nhưng mà nó cũng gọi là chưa được gọi là hết lắm. À, mọi người biết cái loại thuốc nào mà trị cho heo nó ngứa thì mọi người chỉ em với nha. Rồi, lên lên. Đây, đây là một cặp này mọi người. À, mọi người thấy con cái này nó khá là chậm lớn không? Con cái này nó cũng đang ra lông bờm này mọi người. Cái lỗ tai nó, mọi người nhìn thấy cái lỗ tai nó còn cái xíu à. Tội lắm, con này lắm. Bết, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống ngã lưng nhọn, nằm xuống, nằm xuống, nằm. Nằm xuống, đó, nằm xuống ngã lên, nằm, nằm xuống. Rồi nha, nằm xuống nha. À, trong ba con này thì có con này nó hơi gần gũi với người nè. À, hai con này nó cũng dạng nhưng mà đôi lúc khi mà em quay cho mọi người xem á, thì nó không chịu đâu, nó không lại. Này con nó nằm xuống này, con này nó thích gãi lắm. Rồi nằm xuống. Nằm xuống to. Con này nó lớn lên, càng lớn là nó sẽ còn quậy lắm mọi người, quậy lắm. Ngồi lên đây. À, mọi người ở Đà Nẵng của em á thì mọi người cần heo giống thì mọi người có thể là liên hệ với em nha. Heo thì con nuôi thì khá là ok luôn mọi người. Heo đã được tiêm phòng khá là đầy đủ rồi. Những cái con này thì ba con này thì hiện tại thì em sẽ làm giống và năm tới thì có thể là sẽ lên giống cho con heo cái này rồi. Và con heo được, mấy con heo được này sẽ làm giống để nhân ra các loại ép để phục vụ cho mọi người. Rồi video em quay cho mọi người xem đến đây là kết thúc rồi nha. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Thì chúc cho tất cả mọi người có một ngày được nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình, đó là nuôi heo rừng. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.